bé 2 tuổi ngoan ngoãn theo mẹ đi làm giữa đêm khuya khiến ai nấy xót xa. Tuy chỉ là khoảnh khắc ngắn nhưng khiến người ta vừa ấm lòng lại có chút gì đó xót xa. TikToker LJA đã đăng tải lên mạng xã hội đoạn video ngắn kèm dòng trạng thái: hơn 2 tuổi mà 23 giờ tối vẫn lang thang đi làm cùng mẹ, thương con, chúc con một đời bình an. Người mẹ là nhân viên vệ sinh nên 23 giờ vẫn phải làm đủ làm việc. Điều đáng nói bên cạnh chiếc xe rác của chị là đứa trẻ nhỏ xíu chỉ mới tầm 2 tuổi. Bé được mẹ sắm chiếc xe ba bánh để chơi và nghịch cho đỡ buồn. Mặc mẹ tất bật với công việc, bé vẫn lon ton xung quanh, chẳng dám nghịch ngợm hay bỏ đi đâu xa. Dù nhỏ tuổi nhưng em bé dường như rất hiểu chuyện, không quấy khóc hay mè nheo, chỉ lẳng lặng tự chơi một mình để mẹ còn làm việc. 23 giờ là khoảng thời gian mà đáng lẽ một đứa bé 2 tuổi được bố mẹ ru ngủ, say giấc nồng. Thế nhưng em vẫn phải lang thang giữa đường phố cùng mẹ quét rác, khiến dân tình nghẹn ngào. Tuy nhiên bên cạnh đó, cư dân mạng cũng cảm thấy ấm lòng vì sự hiểu chuyện của đứa trẻ. Mặc dù còn nhỏ nhưng đã biết mẹ bận bịu, vất vả nên chẳng dám làm nũng mè nheo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.